Người đàn ông này vì bị đồng tiền che mắt nên đã chấp nhận lên giường với một người phụ nữ hơn mình đến cả vài chục tuổi. Hàng ngày anh phải sống cuộc sống đầy tủi nhục, ban ngày thì làm tay sai vặt, tối đến thì phải dùng thân mình phục vụ chủ nhân. Chỉ cần lệch sóng một phát là anh sẽ bị những kẻ tài phiệt luôn coi thường luật pháp này cho ăn chuối cả nải. Vậy cuộc đời anh sẽ trôi dạt về đâu? Và cuộc sống của giới tài phiệt này có những góc khuất gì? Xin mời các bạn cùng theo dõi bộ phim để có thể hiểu rõ hơn nha! Gia đình của phu nhân Bách là một trong những gia đình tài phiệt khét tiếng nhất trong giới thượng lưu ở Hàn Quốc. Còn thanh niên tên răng rắc này là thư ký mới của bà. Ngày đầu tiên anh đến làm việc đã bị cảnh tượng hàng núi tiền trước mặt mê hoặc. Chủ tịch Jun Sik là chồng của phu nhân Bách Gươm Ô. Tuy là chủ tịch nhưng thực chất ông cũng chỉ là con rối trong tay của vợ mình. Dưới sự chỉ đạo của chủ tịch, răng rắc được đưa đến kho chứa tiền. Chủ tịch Jun Sik bảo anh lấy hai vali tiền rồi đi gặp một đối tượng máu mặt giải quyết chuyện. Thực chất hai vali tiền này cũng là để mua chuộc cảnh sát, vì con trai cưng của chủ tịch rửa tiền bẩn không thành nên đã bị bắt quả tang và bị giam giữ trong đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng liền trấn an chủ tịch rằng cậu cả sẽ được thả ra. Chủ tịch liền ra lệnh cho răng rắc vận chuyển tiền lên xe của cảnh sát trưởng. Cuộc sống của giới thượng lưu chính là vậy. Đối diện với gia đình chủ tịch và phu nhân Bách Gươm Ô, răng rắc thực chất cũng chỉ là một thằng hầu, gặp bất cứ ai cũng phải cúi đầu lễ phép. Chỉ duy nhất có cô tiểu thư Nami tốt bụng là ngoại lệ. Cô không thích sự kính cẩn của răng rắc mà còn chủ động tặng anh một ly La Phai 82 năm, bảo anh uống hết. Răng rắc do dự đón lấy ly rượu đắt tiền, vừa nhấp ngụm rượu, sau khi vị nồng qua đi để lại vị ngọt dịu, răng rắc thầm nghĩ đúng là rượu ngon, e rằng cả đời nghèo hèn của mình cũng không mong có được. Chút tình cảm của hai vali tiền được chót lọt lần trước, con trai chủ tịch Ion Chan lập tức được thả ra khỏi đồn cảnh sát. Anh ta vốn là một nhân vật nổi bật trong xã hội, trước mặt báo chí ăn to nói lớn, khẳng định mình làm việc tốt, muốn thay đổi cả xã hội hướng đến những điều tốt đẹp nhất. Đối với người bình thường thì điều này tin hay không không quan trọng. Sự gây chú ý của cậu Ion Chan cũng là đánh tiếng cho các bên tập đoàn lớn. Thấy con trai mở lời trước truyền thông như thế, phu nhân Bách Gươm Ô cũng bắt đầu tổ chức một bữa tiệc có tất cả thành viên trong gia đình chủ tịch Jun Sik và phu nhân Bách. Ngoài ra vẫn còn một đại gia người Mỹ và một thư ký là răng rắc tham gia. Trên bàn tiệc, khách nước ngoài nói ra sự lo lắng của mình. Phu nhân Bách liền giải thích việc bị giam giữ của con trai mình đã giải quyết xong, còn những chuyện khác thì cứ để ông ngoại, cũng là người có quyền lực nhất trong nhà, ra tay là được. Phu nhân Bách đề cập đến chuyện bỏ ra 6 triệu đô mua lại một công ty mà cổ phiếu định giá công ty đó lên đến 2.000 tỷ. Thấy vậy, vị đại gia lập tức bị đứng hình mất vài giây. Họ muốn biết loại giao dịch bất bình đẳng vậy tại sao mà thành, thì chủ tịch Jun Sik lại thản nhiên nói với ông ta, tất cả đều nằm trong tay ông ngoại. Ông ngoại nắm quyền hành nhiều năm như vậy, mạng lưới quan hệ dày đặc, giao dịch tiền quyền trong xã hội Hàn Quốc đan xen sâu sắc, sao có thể dùng loại giao dịch bình thường mà hình dung được. Sau bữa tiệc, răng rắc theo lệnh của bà chủ lẻn vào quán bar nơi có thương nhân nước ngoài để giám sát. Vừa đi đến sảnh, cảnh tượng khiến anh không nói nên lời. Trong phòng đặt một chiếc bàn lớn, những người phụ nữ thì vây xung quanh phục vụ. Chủ tịch Jun Sik và khách hàng cũng đang tận hưởng, bên trên giải tiền, bên dưới giải rượu. Cảnh tượng khiến răng rắc chưa trải sự đời vẫn không tránh khỏi đỏ mặt. Răng rắc không dám xem nữa, liền nhanh chóng lén lút đặt camera giám sát rồi rời đi. Anh hiểu rõ loại trò chơi này không dành cho một kẻ nghèo hèn mà chỉ dành cho người có tiền. Sau khi trở về nhà, gia đình bà chủ đang xem phim tại nhà, có tất cả mọi người, chỉ thiếu chủ tịch. Phu nhân Bách liền bảo răng rắc đi tìm chủ tịch đến. Kết quả người tìm không thấy, lại thấy chuyện hay, chủ tịch và người giúp việc Eva lại đang liếu lều vụng trộm trong phòng. Anh vô cùng kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng rời đi và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Không những bố như vậy mà con trai của chủ tịch Jun Sik cũng đang tận hưởng với thương nhân nước ngoài ở trong một phòng massage kín đáo, trong tay cầm ly sâm panh, trên lưng cõng người đẹp, miệng nói toàn là giao dịch mấy nghìn tỷ. Để giải quyết tất cả các vấn đề cùng một lúc, Ion Chan đề xuất một giao dịch 10 tỷ. Ông ngoại trưởng quản gia tộc bày tỏ sự ủng hộ. Tuy nhiên, trò chơi của những tài phiệt hàng đầu này không phải chuyện mà một người đầy tớ có thể quản được. Răng rắc vẫn luôn suy nghĩ về những điều đã nhìn thấy. Anh biết lén lút sau lưng bà chủ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nếu để phu nhân biết Eva quyến rũ ông chủ, vậy thì thứ đợi cô ta chính là ác mộng trần gian. Răng rắc liền chủ động hẹn Eva và nhắc nhở cô. Trên đường về răng rắc, Eva và tiểu thư Nami cùng ngồi trên xe. Trong cuộc trò chuyện, răng rắc tình cờ phát hiện ra hai người phụ nữ này đều có câu chuyện riêng. Eva đã từng kết hôn và có hai đứa con. Chồng cũ của cô ấy là người châu Á, hút thuốc, uống rượu, vũ phu đủ mọi điều xấu, cuối cùng chỉ có thể ly hôn để kết thúc. Còn đối với tiểu thư xinh đẹp, hôn nhân lại càng buồn chán hơn. Cô và chồng cũ là kiểu hôn nhân chính trị, ai biết được anh ta là cong, kết hôn mấy năm vẫn không động vào cô. Cuối cùng tiểu thư không thể chịu đựng, lựa chọn ly hôn. Đều từng đổ vỡ trong hôn nhân, hai cô gái dần đồng cảm với nhau. Ngay sau đó, mặc dù răng rắc không hề nói với ai chuyện lén lút của chủ tịch, nhưng anh lại không lường trước được. Phu nhân Bách đã lắp đặt hết tất cả camera giám sát trong nhà. Chuyện vụng trộm mà không biết chùi mép của chủ tịch cuối cùng cũng đã bị vợ mình phát hiện ra. Bà tức giận đùng đùng đi đến chỗ chồng, vừa định mở cửa xông vào, nhưng bất chợt dừng lại, vì thương vụ bạc tỷ của con trai đang được tiến hành. Tại thời điểm này nhất định không được làm to chuyện, không thể động vào ông ta, ít nhất là hiện tại. Cuối tuần, thấy khuôn mặt đầy gió xuân của chủ tịch càng khiến cho bà sôi máu. Bà liền xông tới bóp cổ Eva và cảnh cáo cô. Không những thế, bà còn có ý định ra tay với hai đứa con của Eva nữa.
Sau khi biết chuyện vụng trộm và ý định của vợ mình, chủ tịch lập tức đến đón ba mẹ con Eva đi, và nghi ngờ chính răng rác đã cố tiết lộ chuyện này cho vợ ông biết. Chủ tịch cho rằng anh làm như vậy là muốn lấy công thăng tiến. Lúc này răng rác chỉ biết giải thích anh không hề nói bất cứ chuyện gì với phu nhân Beck cả. Tuy nhiên chủ tịch vẫn không hề tin. Sau bữa trà chiều, răng rác đưa tiểu thư Nami rời đi, để lại chủ tịch cùng ba mẹ con Eva ở lại bờ biển. Trên xe, đây cũng là lần đầu Nami tâm sự với răng rác. Cô nói với răng rác rằng cô tin anh không làm điều đó. Thực ra, ngay từ lần đầu tiên gặp anh, bản thân cô đã thích thầm răng rác. Nếu có thể, cô không ngại tiến thêm bước nữa. Răng rác biết rằng hai người họ không ở cùng một thế giới. Vì vậy, cho dù Nami có chủ động như thế nào, răng rác đều không đáp trả. Buổi tối sau khi về nhà, trong ngôi nhà lớn chỉ còn lại phu nhân Beck. Đối mặt với việc chồng mình ngoại tình, phu nhân Beck không kiềm chế được trước răng rác. Thế là bà già 50 tuổi nhào tới như hổ đói, thậm chí còn hứa hẹn cho răng rác nhiều lợi ích. Răng rác muốn đẩy ra nhưng không thể đẩy ra, rằng có một hồi cuối cùng chuyện gì đến cũng đến. Sau một đêm mặn nồng, Beck gươm ô trở nên tươi trẻ hiếm thấy, còn răng rác lại mất ngủ cả đêm, nội tâm khó chịu. Anh phải dùng tranh để thoát khỏi cảm giác ghê tởm này. Hôm sau răng rác đề nghị từ chức, nhưng bị phu nhân kiên quyết từ chối, vì sau bao nhiêu năm mới tìm được một cơ thể phù hợp chẳng dễ dàng gì. Cứ như vậy răng rác bén rễ trong nhà họ Beck, anh ta bắt đầu không biết thân phận của chính mình là gì, là thư ký hay là tình nhân của bà chủ, hay người yêu của Nami. Nhưng mặc dù vậy, tham vọng đã bắt đầu nung nấu trong con người của răng rác, anh ta cũng bị tiền tài làm mờ mắt, quên đi mục tiêu ban đầu của mình. Răng rác dần có được sự tín nhiệm của phu nhân, thậm chí bà còn đưa anh ta đến căn phòng bí mật, giám sát toàn bộ biệt thự. Ngoài bà ta ra thì không có ai được bước chân vào khu vực cấm này. Răng rác đeo tai nghe, nhìn vào màn hình giám sát, sự thật sau những con người sống giả tạo trong lớp vỏ bọc cao quý ngày càng được lộ ra. Cũng vào hôm đó, trong bữa ăn, chủ tịch Junsik không e dè gì nữa mà trực tiếp thông báo chuyện ông đã qua lại với Eva. Ông đã yêu sâu đậm người phụ nữ đó, sẵn sàng vì cô mà từ bỏ tất cả, chấp nhận trắng tay rời đi. Vì Eva nên chủ tịch muốn là một người tốt. Đối diện với chuyện ngoại tình của chồng mình, phu nhân Beck càng thấy tức giận. Sống trong giàu sang không muốn, lại thích người hầu thấp kém hèn hạ, chủ tịch không nói gì mà chỉ quay người rời đi. Phu nhân liền nhìn lên camera giám sát và nói, vị trí chủ tịch nên thay người khác rồi. Phía bên kia của màn hình răng rác cũng hiểu được hàm ý của bà chủ. Anh lập tức tắt camera, hỗn loạn không biết làm gì. Đêm đó răng rác lại tìm đến phu nhân, nói thẳng mong muốn bỏ việc. Tuy nhiên, đối mặt với ánh mắt mạnh mẽ của bà chủ, mọi thứ đều bị nghẹn lại không nói ra được câu nào. Từ đằng xa Nami nhìn thấy răng rác đang đối mặt với mẹ, dường như đoán ra điều gì, liền bước nhanh muốn ngăn anh lại, lại bị đối phương làm ngơ. Bên này vì muốn cùng người yêu cao chạy xa bay, chủ tịch Junsik cũng đã bắt đầu thu dọn hành lý. Vất vả nhiều năm trong hào môn, ông hiểu quá rõ nhiều luật bất thành văn. Trong ngôi nhà này, vợ nắm quyền lực, con trai giảo hoạt, điều duy nhất khiến ông lo lắng chỉ có cô con gái tốt bụng. Ông đặc biệt nhắc nhở con phải giữ chặt thứ thuộc về mình, đừng để bị người khác lợi dụng. Những năm này ông ta bị tiền làm mờ mắt, bây giờ cuối cùng đã gặp người phụ nữ mình yêu, ông lựa chọn làm người lần nữa. Cuối cùng, Nami nhìn bố lên xe, răng rác là tài xế đưa ông chủ đi gặp Eva. Trong khi đó, phu nhân và con trai đứng trong bóng tối, nhìn tất cả điều này với đôi mắt lạnh lùng, cũng biết mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Ngay khi chủ tịch đưa Eva và hai đứa con rời khỏi Hàn Quốc, lại bị nhân viên thông báo ông bị cấm xuất cảnh. Ông cũng đoán được do vợ mình làm, nên liền an ủi Eva và hai đứa trẻ lên xe trước. Nhưng Eva lại để hai đứa con mình đi trước, và một mực muốn cùng chủ tịch đối diện. Đồng thời sau khi chủ tịch rời đi, quyền lực của răng rác trong nhà Beck càng lớn. Anh mở cửa hầm chứa tiền, mang đến hai vali lớn liều mạng nhét tiền vào trong đó. Chỉ lần này thôi, vì chính bản thân mình. Thực chất phu nhân Beck biết chồng mình có tính trăng hoa. Hôm đó Beck gươm ô lại để chủ tịch đi dễ dàng như vậy. Nhưng dù vậy chỉ cần không có con rơi bên ngoài tìm đến cửa là được. Nhưng không ngờ lần này lại xảy ra sai sót. Răng rác theo lệnh bà chủ đến bệnh viện kiểm tra, quả nhiên biết được Eva đã có thai. Lo sợ tất cả tài sản sau này cũng phải chia cho đứa trẻ đó, đến lúc ấy sẽ rất khó giải quyết. Chính vì vậy phu nhân Beck đã liên hệ với bên hải quan cấm chủ tịch xuất cảnh. Sau khi biết được điều đó, chủ tịch có ý định lấy tiền trong kho để mua chuộc thanh tra cảnh sát. Nhưng bất ngờ chưa ông già, bên trong kho bây giờ đến cả cái nhịch cũng chẳng còn. Điều này khiến chủ tịch bất đắc dĩ phải phản công lại vợ mình. Bên này việc kinh doanh của cậu con trai cũng đàm phán thành công. Răng rác liền đưa những người khác trở về biệt thự thì gặp chủ tịch đang lững thững đi bộ trên đường chặn đầu xe. Con gái Nami vui vẻ đến ôm lấy cha mình, còn cậu con trai và mẹ thì lại nhìn ông với vẻ mặt chán ghét. Ông chủ động chất vấn vợ mình về chuyện bị cấm xuất cảnh, nhưng phu nhân Beck cũng chỉ trợn mắt lên nhìn mà không nói gì. Quả nhiên tối đến, khi giao dịch thương vụ bạc tỷ đang sắp thành công thì người trong cục cảnh sát cũng xông vào nhà theo lệnh bắt giam cậu con trai Ion Chan lập tức. Phu nhân Beck đoán ngay ra chuyện này là do chủ tịch chồng mình làm. Vì sống bao nhiêu năm dưới lớp vỏ chủ tịch, ông cũng biết được không ít chuyện. Thậm chí chỉ cần nói vài vấn đề bên lề là cũng đủ để bà ta ngồi tù 10 năm rồi. Biết được điều đó, bà ta đành phải đồng ý cho chủ tịch và tình nhân thuận lợi ra nước ngoài. Nhưng chuyện lớn như vậy, ông ngoại cũng đã biết được và vô cùng tức giận. Ông liền cho người bắt Eva lại, thậm
thậm chí cả răng rác cũng nhúng tay vào chuyện này. Eva đáng thương bị ông ngoại làm nhục, tay bị buộc hòn đá, chìm mình dưới nước. Đợi đến khi chủ tịch biết được chuyện chạy đến, thì cũng chỉ còn cơ thể lạnh lẽo của Eva. Mặc dù không biết bơi nhưng ông vẫn cố tình nhảy xuống hồ bơi. Thấy bố sắp bị chết chìm, Nami cũng định nhảy xuống cứu bố, nhưng lại bị răng rác ngăn lại. Để anh nhảy xuống, anh nhìn cơ thể lạnh lẽo của Eva mà thất thần. Chủ tịch thì hấp hối vì mất đi người con gái mình yêu. Nami đau xót nhìn cảnh tượng trước mắt, răng rắc ôm Eva không mảnh vải che thân, với lấy chiếc áo dưới nước che lại tấm thân lạnh lẽo. Tuy nhiên đợi lúc cảnh sát đến, bà Beck lại giải trình Eva chết do tai nạn đuối nước. Cảnh sát cũng vui vẻ chấp nhận lập luận này của bà ta. Ngay sau đó, chủ tịch cũng được đưa về biệt thự trước, sau mới nghĩ cách cứu cậu con trai bị bắt ra. Còn răng rắc mà nói, đêm nay đúng là khó ngủ. Cái chết thương tâm của Eva đánh thức lương tâm ngủ quên của anh. Tối đó bác Nami cãi nhau nảy lửa với mẹ, sống trong gia đình giàu có phù phiếm nhưng bên trong lại toàn sự giả tạo. Muốn giết người là giết, Nami không thể nhìn nổi sự tàn ác của người mẹ. Nhưng cô cũng không thể làm gì, bây giờ cô chỉ còn có răng rác. Nhưng từ khi anh ra khỏi nhà Beck thì đã bị ông ngoại nhắm trúng đến. Ông ta sợ răng rác nổi lòng tham, có dã tâm nên đã cử một đám người xã hội đen đến cảnh cáo. Răng rác bị trói tay, đầu bịt túi nylon, do thiếu oxy anh gần như bị nghẹt thở. Tên cầm đầu cảnh cáo răng rác lần sau đừng có lo chuyện bao đồng, không là sẽ bị đánh cho nhòe nét. Tối đó răng rác lảo đảo bước về nhà họ Beck. Nami thấy dáng vẻ của răng rác, cô chất vấn lương tâm của anh, hỏi có phải anh đã bị đồng tiền mua chuộc rồi hay không. Răng rác không biết giải thích thế nào, anh nghĩ rằng anh chỉ là một kẻ cô độc trong giới thượng lưu này. Nhưng không ngờ lúc này bên cạnh anh lại còn có Nami. Hai thế giới đối lập nhau nảy sinh tình cảm không thể giải thích. Nami cởi quần áo từ từ leo lên người răng rác. Tuy nhiên khi chuẩn bị hành sự, răng rác lại cố gắng nhịn, lý do phần lớn bởi vì anh đã từng ngủ với phu nhân Beck là mẹ của cô. Điều này như cái kim trong lòng răng rác. Anh cảm thấy tiếc cho Nami. Thấy răng rác từ chối, Nami cũng không ép anh. Chủ tịch mất đi người mình yêu, hy vọng làm người tốt cũng bị dập tắt. Ông dường như đã chết đi trong đêm đó, vì khi Eva chết đi thì ông ngoại và phu nhân Beck liền đổ vấy hết tội danh lên người của ông. Còn con trai thì cũng được thả ra ngoài. Trên đường đón con trai về nhà, Nami lớn tiếng dạy dỗ em trai đã để người khác lo lắng, thì cậu lại trực tiếp vạch trần mối quan hệ không rõ ràng giữa chị mình và răng rác. Không những thế còn công khai nói ra chuyện răng rác đã tự nguyện trèo lên giường của mẹ để đạt được mục đích. Đến đây thì chỉ có đội quần thôi chứ còn biết làm gì nữa. Điều này khiến cho răng rác cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Trước ánh mắt bất ngờ đầy kinh ngạc của Nami, không kìm nén được cơn tức giận, răng rác liền lập tức tấp vào lề, lôi Ion Chan xuống xe, cả hai bắt đầu lao vào đánh nhau. Mặc dù Ion Chan là công tử nhà giàu nhưng cậu ta vốn dĩ cũng đã từng học qua võ, nên chẳng bao lâu mà răng rác đã bị cậu ta đánh cho tơi tả. Cuối cùng thì cậu ta lên xe phóng đi, vì anh ta biết mình không còn mặt mũi nào để nhìn Nami nữa. Anh cảm thấy bản thân mình quá ghê tởm, vốn dĩ không xứng đáng với Nami. Răng rác lết cơ thể đau đớn đi về nhà. Lúc này nhìn vào số tiền mà bấy lâu nay anh ta tích góp được, nhanh chóng bỏ hết vào vali và đem đến trước quan tài của Eva. Lúc đầu anh ta bị tiền làm cho mờ mắt, nhưng cũng đã đến lúc phải thức tỉnh lại rồi. Sau khi chủ tịch chết, phu nhân Beck liền tổ chức cho ông một tang lễ vô cùng lớn và long trọng. Những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội đều đến đủ. Lúc này bà ta giả vờ rơi nước mắt mà nhắc lại chuyện ngày hôm đó một cách đau đớn, thậm chí còn nói đến chuyện tình yêu của hai người ở tuổi xế chiều. Điều này khiến cho những người có mặt ở đó không khỏi xót xa và thương tiếc. Nghe đến đây, răng rác cảm thấy vô cùng ghê tởm người đàn bà này. Rồi lại nhìn chủ tịch, cả đời ông chả bao giờ hé miệng cười, mà đến lúc chết sao lại cười tươi đến thế. Cũng chính vì chuyện lần trước, ngay trước quan tài của chủ tịch, bà phu nhân đề cập đến chuyện muốn trọng dụng răng rác, rồi đưa cho anh một phong bì lớn màu đỏ. Nhưng anh đã kiên quyết từ chối, vì bản thân không muốn nhục nhã thêm nữa. Bà Beck vẫn cố tình thuyết phục, thì bị Nami ngắt lời, nói rằng hai mẹ con ta đã cùng ngủ chung với một người đàn ông. Bà ta nhất thời giật mình giả điếc với chuyện đáng xấu hổ này. Ông ngoại sau khi nghe được điều đó thì cũng lên cơn nhồi máu mà tắc thở. Răng rác cũng rời đi ngay sau đó. Bây giờ chỉ còn hai mẹ con trong căn phòng rộng lớn. Cô không hề nể mặt mẹ mình mà vạch trần tội ác. Bà chưa từng yêu ai cả, đến con cái cũng chỉ là công cụ để bà ta giao dịch. Bố mẹ ngoại tình, tình nhân của mẹ cũng là của con. Chuyện dự án lớn cũng đổ bể sau hai lần Ion Chan vào tù. Bố chết, ông cũng tắc thở. Mẹ thì một tay giết người chẳng ngại ngần. Cái kết bi kịch cho một gia đình hào môn tài phiệt cũng sụp đổ. Răng rác tìm thấy nữ thư ký của ông ngoại, không khách khí lên tiếng cảnh cáo. Loại người như cô ta luôn định hót chủ nhân nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nữ thư ký lập tức đáp trả không nhường chút nào. Nami xuất hiện lao về phía thư ký ra oai. Đây là lần đầu tiên răng rác thấy Nami đáng yêu như vậy. Hai người bất chợt nhìn nhau cười. Nami bước tới chủ động ôm lấy răng rác. Một thời gian sau, răng rác từ bỏ công việc làm thuê cho nhà họ Beck. Anh làm thủ tục lên máy bay đến Philippines. Anh biết nơi đó đang có hai đứa trẻ đang ngóng chờ mẹ về. Nhưng không ngờ, vừa lên máy bay răng rác đã ngủ thiếp đi. Nami đã theo sau lén lên máy bay, thậm chí còn dùng vé máy bay hạng nhất để đổi chỗ cho cô gái bên cạnh. Khi răng rác tỉnh dậy bị Nami trước mặt làm giật mình, Nami nói với anh, bản thân đã rõ mối quan hệ của anh ta và mẹ cô, chuyện này là do mẹ cô gây ra. Anh nhất thời sốt sắng nắm lấy tay Nami, thẳng tiến vào nhà vệ sinh. Tiếng động lớn dường như thu hút tất cả người trên máy bay.
Trong nhà vệ sinh lúc này lại tràn đầy dục vọng. Sau khi đến Philippines, cả hai đã tìm thấy hai người con trai và con gái của Eva. Con gái lớn nói muốn gặp mẹ, răng rác liền đưa cô bé đến cạnh quan tài. Người nằm trong quan tài, trừ thi thể đã thối rữa của chủ tịch, vẫn còn những cọc tiền bẩn thỉu chưa bao giờ thay đổi. Bộ phim Hàn Quốc Mùi Vị Của Đồng Tiền của đạo diễn Im Sang-soo, vị đạo diễn này từng làm rất nhiều phim nổi tiếng, những đam mê của cô vợ luật sư, cô hầu gái. Vì vậy, khi Hương Vị Đồng Tiền lên sóng, khán giả vô cùng mong đợi. Đây là một bộ phim đạo đức xã hội điển hình, xuất phát từ một gia đình tài phiệt mục nát đạo đức, tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu tiền quyền, giao dịch bẩn. Nhân vật nam chính là một anh chàng mạnh mẽ và đẹp trai, bị cả phu nhân và tiểu thư nhìn trúng, bị buộc phải rơi vào vòng luẩn quẩn này. Tiền tài luôn là chủ đề chính, kể cả mua chuộc công tố viên, thoát tội cho con trai chủ tịch. Nam chính từ một nhân vật nhỏ bé trở thành người bên cạnh bà chủ. Tại thời điểm đó, nam chính không ngừng vùng vẫy, nhưng vẫn chưa bao giờ thoát được. Tóm lại, tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì vất vả thế thôi. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây thôi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào tập phim tiếp theo. Và đừng quên để lại một like, một đăng ký và để lại bình luận bên dưới nhé.